say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it that this way, we got that on your trong đời. Yêu anh ước muốn bấy giờ ngày đây rồi. Dù chót trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi để con tim anh cất lời. I'll be by your side till the day I die. I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Hãy lau khô dòng nước mắt, gạt hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I'm a miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Sẽ quá mau, anh sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. 'Cause I love you, love you. I'll be by your side. Để lâu làm kẻ dèm pha,
Cho con đầy đàn
trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vội kia hâm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Là hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ em.
cùng nâng chén rượu giao vui. Vậy mà sao chưa thấy đâu bao mùa trăng không thấy cao trầu. Em mong chờ câu anh hứa mai này qua đón em bằng dâu. Rồi từng đêm lén nhìn nhau trao vài câu hỏi hàng âm đồng. Chẳng cần nhung gấm giàu sang thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng. Đồng bằng sông nước mình này đâu có thua xa gì phố đô thành. Thôi mà yêu có thương thì anh phải lo tính sao cho đành. Anh ơi nắng mưa giang dầu em nhà xin má đất con dâu. Em thương với ân mình anh thôi cho đến khi ta mặc mày đồ. Mong sao tấm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Năm nay như tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi. Anh ơi nắng mưa giang dầu em nhà xin má đất con dâu. Em thương với ân mình anh thôi cho đến khi ta mặc mày đồ. Mong sao tấm thân sẽ trao về người trân quý trái tim em son vàng. Năm nay như tay dắt em dù qua mấy sông hay đèo núi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rủ nhau môi quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà còn đông đúng chung vui anh mang kiều quá rước dâu bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bạc đầu giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rủ nhau môi quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà còn đông đúng chung vui anh mang kiều quá rước dâu bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bạc đầu anh mặc vest em thì váy cô dâu đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúng bao vui tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nôi xuất sắc em ơi hai ta lại nhất trần đời giờ lành đã đến
trong mâm bàn đầy mùi đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm dù cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vang bạc nam cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có rung. Xin cảm ơn những sự diễn rất là quý báu của toàn thể quý vị mảnh đất Lương Sơn yêu dấu, mảnh đất của gia đình họ nhà trai đã cùng dành thời gian vàng ngọc của mình để cùng trở về với mảnh đất Lạc Sơn Hòa Bình yêu dấu ngày hôm nay. Kết tóc sẽ diễn cho cô dâu và chú rể. Và sự diễn của toàn thể quý vị là niềm vui, là niềm hạnh phúc rồi với gia đình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn và kính chúc cho các cụ sức khỏe dồi dào. Kính chúc cho các chú, các mợ, thím hai. Chúc lời chúc ngày mai sẽ thật nhiều tiền, trai khôn lấy được vợ hiền, gái đảm lấy được chồng liền tháng sau. Còn các cháu nhỏ lau tao, chúc cho các cháu ngày sau sẽ nên người, cuộc sống luôn rộn rã tươi cười và đạt thật nhiều điểm 10 trong mọi nội dung. Kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt của tất cả quý vị được không ạ? Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay đó chính là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2024, được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của chính quyền địa phương để cho cô dâu Bích Thìn và chú rể Văn Quyền được làm con một nhà. Và những gì ao ước chờ mong bây giờ đã thành vợ thành chồng rồi đây. Ông bà, cha mẹ hôm nay, họ hàng bề bạn mừng thay cho mình, chung xây hạnh phúc gia đình, ông Tư bà Nguyệt cũng để mà xe duyên. Và để có được ngày vui trọng đại nhờ công ơn dưỡng dục của những người làm cha, làm mẹ, kết tóc xe duyên. Và ngay sau đây, xin mời hai cháu sẽ cùng
nghiêng mình cúi chào toàn thể quan viên hai bên gia đình và một tràng vỗ tay lớn của tất cả quý vị được không ạ? Kính thưa toàn thể quan viên bốn họ hành nhà, đặc biệt là giây phút này đây, xin được kính thưa các cụ tuổi già cao niên, tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta đã trải qua một năm tháng tìm hiểu dài, lâu và đầm sâu ở trong lòng, để rồi ngày hôm nay được đâm hoa kết trái, đủ năm, đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ đã làm chồng, đủ công làm vợ, đủ cả chữ nợ và đủ cả chữ duyên, đủ cả quan viên bốn họ hai nhà đã cùng tề tựu chia sẻ niềm vui. Và giây phút long trọng đã đến rồi, xin mời bộ phận pháo giấy đã chuẩn bị trước để chúng ta có một chương trình trang hoàng, và chiếc đồng hồ Senco của ban tổ chức chúng tôi điểm giờ tốt giờ lành rồi, long trọng để mà tuyên bố chương trình lễ vô quy. Cô dâu Bích Tình, chú rể Văn Quyền xin được thức bắt đầu. Kính thưa quý vị thân mến, mở đầu chương trình ngay sau đây, con xin được trân trọng kính mời hai vị cây cao bóng cả của hai bên gia đình, đó chính là trường đoàn họ nhà gái, trường đoàn nhà trai cùng nhau trở lại sân khấu để có những lời phát biểu để chính thức xin dâu và trao dâu trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời ạ. Và ông trường đoàn họ nhà trai sẽ còn đứng cạnh chú rể, ông trường đoàn họ nhà gái đứng cạnh cô dâu, và một tràng vỗ tay lớn để cùng chào mừng. Kính thưa quý vị, lời tiên cho phép con được cảm ơn ông đại diện họ nhà trai rất là nhiều. Và ngay sau đây xin mời ông sẽ có những lời cảm ơn, những lời phát biểu, những lời chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày vợ chồng đại hôm nay. Trân trọng được kính mời ông ạ. Thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, quá trình một thời gian hai con cháu Quyền và cháu Thìn cũng đã tìm hiểu, giờ này cũng rất là tìm hiểu hai gia đình cũng chọn được ngày tốt để tổ chức việc che năm hạnh phúc cho cháu. Thì gia đình chúng tôi cũng dẫn cháu Quyền vào đây cũng sánh vai với cháu Thìn. Từ giờ này, giờ phút này đủ đi, cháu Quyền chính thức là rể, là con của các ông, các bà, các cụ trong này. Cho chúng tôi xin được xin cháu cháu Thìn về chỗ Sơn Thủy, Lương Sơn chúng tôi, được làm dâu con của anh Toàn và chị Tiền. Vâng, và một lần nữa tôi cũng xin được kính chúc các cụ, các ông, các bà một sức khỏe, dồi dào sức khỏe, chúc cho hai cháu cho nó hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, con xin cảm ơn anh những lời phát biểu rất là ý nghĩa của vị trưởng đoàn nhà trai. Kính thưa quý vị thân mến, đầu tiên thì ông đã gửi lời cảm ơn tới bên gia đình nhà gái, đã dành cho gia đình nhà trai những sự đón tiếp chân thành. Và lời thứ hai đã kính chúc cho cô dâu chú rể trong năm hạnh phúc rồi ạ. Kính thưa quý vị thân mến, và nhà trai phát biểu rồi, nhà gái chúng ta cũng phải đỡ lời lấy dăm cô để cho bên rể với lại bên dâu, và để cho tình thông gia được về lâu về dài. Và ngay sau đây con xin mời ông đại diện họ nhà gái chúng ta sẽ cùng đáp duyên để cùng trao nàng dâu thảo cho gia đình họ nhà trai, đặc biệt là theo phong tục quê hương xứ Mường sẽ cùng đặt tên thứ hai cho chàng trai chú rể theo đúng thủ tục. Và một tràng vỗ tay lớn của tất cả quý vị được không ạ? Xin mời. Alo, cảm ơn lời đầu tiên cảm ơn ban tổ chức tiệc cưới của họ nhà gái. Tôi đại diện có đôi lời phát biểu và nhận cháu rể là của họ nhà gái chúng ta. Vâng, kính thưa các ông, các bà, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể hội hôn của ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2024. Hai cháu Bích Thìn và Văn Quyền đã tìm hiểu với nhau chín chắn, đã quyết định đi đến xây dựng ngôi nhà mới. Và được sự đồng hành của bố mẹ của hai bên gia đình của cháu Quyền và cháu Thìn, sự đồng hành của chính quyền địa phương công nhận hai cháu anh Quyền Bích Thìn là chưa vợ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, đến bây giờ đã tuổi trưởng thành.
thì cháu Thìn nhà mình đã đủ tuổi và đi xây dựng hạnh phúc gia đình. Kính thưa các quý ông, quý bà, các anh, các chị, bố mẹ sinh ra đặt tên hai tên mà Văn Quyền và Bích Thìn. Thì bây giờ ngày hôm nay là cháu Thìn đủ trưởng thành, thì xin phép với các ông, các bà họ nhà gái chúng ta, thì anh Quyền bây giờ đã trở thành con rể nhà mình. Xin đặt một tên thứ hai nữa là gọi là anh cả nhé, hỏi nhà gái nhé. Thì đến đi đâu rồi thấy con bán cái gì để mua cho các con nó, hoặc đi chợ có thấy xe cộ như thế nào đó, con đi xe là bơi tay này coi nha, em con nó cho đi. Bây giờ cháu Quyền nhà mình nó lái xe mà, cho nên là các cụ chia sẻ. Kính thưa toàn thể hội ôn ngày hôm nay, thì đến bây giờ là coi như họ nhà trai có những thủ tục vấn đề coi như lễ dạm hỏi, ăn hỏi với lại lễ tổ chức ngày hôm nay cũng là chính thức. Thì bây giờ chúng tôi cũng xin phép các ông các bà gửi cháu Thìn của nhà gái chúng tôi về với các ông các bà ở nhà trai của cháu Quyền. Cháu nó còn người thì nhỏ nhưng mà chí chưa lớn, thì mong các ông các bà, các anh, các chị, cô dì, chú bác cũng tận thành chăm sóc giúp đỡ. Và chúc toàn thể hồi hôn của hai gia đình chúng ta mạnh khỏe, và chúc cho hai cháu hạnh phúc trăm năm. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, con xin cảm ơn những lời phát biểu rất là hay và ý nghĩa theo đúng phong tục của hương xứ Mường của gia đình họ nhà gái ngày hôm nay. Và con mời hai ông cùng di chuyển về trước ạ, cùng tay bắt mặt ôm và dành cho nhau một cái bắt tay thật chân thành, kết tình thông gia. Kính thưa quý vị thân mến, và kể từ ngày hôm nay chính thức, vâng ạ, nên tình thông gia. Và con xin được kính chúc cho hai ông nhiều sức khỏe, kính chúc cho tình thông gia hai bên gia đình mãi mãi keo sơn bền chặt. Và xin mời hai ông cùng di chuyển xuống bên dưới để cùng tiếp tục mời nước, mời trà, mời kẹo chung vui ạ. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, và ngày sau đây cho phép tôi ban tổ chức được mời những người thân sinh trong gia đình của cô dâu chúng ta cùng di chuyển lên sân khấu và dành tặng cho người con, những người con của mình những lời chúc, những món quà tuyệt vời. Và nhiếp ảnh gia sẽ cùng tác nghiệp cho cô dâu và chú rể những kiểu ảnh đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời toàn thể mọi người ạ. Và đầu tiên xin mời song thân phụ mẫu của cô dâu cùng di chuyển về phía sân khấu được ạ. Hôm nay hạnh phúc nhất đời người, vì đôi ta kết thành phu thê. Năm tháng bên nhau những vui buồn, yêu thương chân thành nay thành đôi. Chúng con cảm ơn tình cha, cảm ơn nghĩa mẹ, con cảm ơn ông trời đã xe duyên cho chúng con kết thánh vợ trong trăm năm. Anh không cho em giàu sang, nhưng hứa thương em cả đời. Tình anh chỉ dành cho em. Về bên nhau mình chung một nhà, chung một tổ ấm, em làm vợ anh. Dù gian nan, dù khó khăn, vẫn một lòng chung thủy với nhau. Rồi có thiên thần dễ thương là tình yêu của chúng mình. Hãy giữ lấy nghĩa phu thê, nên bắt đầu đừng lỡ chuyện đó. Về bên nhau mình chung một nhà, chung một tổ ấm, em làm vợ anh. Dù gian nan, dù khó khăn, vẫn một lòng chung thủy với nhau. Rồi có thiên thần dễ thương là tình yêu của chúng mình. Hãy giữ lấy nghĩa phu thê, đến bắt đầu đừng lỡ chuyện đó. Hãy giữ lấy tình nghĩa phu thê. Và sau món quà của người mẹ hiền, xin mời em trai và em dâu của cô dâu cùng quay trở lại sân khấu ạ.
Và sau món quà này thì xin mời đại gia đình họ nhà gái của chúng ta ạ. Vâng, xin mời một vị chúng ta sẽ cùng vào để mời bà cố lên ạ. Và để mời bà cố lên và tất cả mọi người thân sinh của cô dâu cùng di chuyển về phía sân khấu. Và xin mời những món quà của những người anh, người chị, người em cũng có mặt tại phía sân khấu để dành tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong ngày vui trong đài hôm nay ạ. Vâng, xin mời những món quà của những người chị, người em để cùng di chuyển về phía sân khấu luôn đi ạ. Cảm ơn rất là nhiều những món quà rất là ý nghĩa của tất cả quý vị đã dành tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui trọng đại hôm nay ạ. Xin cảm ơn rất nhiều và xin mời toàn thể về chúng ta cùng tạo cho mình những kiểu dáng đẹp nhất. Và đơn vị YouTuber Ban B sẽ cùng tác nghiệp cho toàn thể mọi người thực ra những khoảnh khắc thật là tuyệt vời để minh chứng cho hạnh phúc của cô dâu và chú rể ạ. Vâng, xin mời đại gia đình của chúng ta cùng di chuyển về phía sân khấu và cùng chụp ảnh đi ạ. Cùng trở lại với tổng đài MC để chúng ta cùng đăng ký cho mình những ca khúc để hát mừng duyên mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng được kính mời toàn quý vị ạ. Thank you.
trong khi chờ đợi kiểu ảnh đẹp của tất cả quý vị, cho phép tôi được mời đại diện đến từ phái đoàn nhà trai được không ạ? Xin mời em gái của chú rể ạ, sẽ có người di chuyển về phía sân khấu và chúng ta dành tặng một món quà âm nhạc dành tặng cho tất cả quý vị trong buổi sáng hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta tiếc chi một tràng vỗ tay cho Trà My được không ạ? Xin mời ạ. Dạ vâng, lời đầu tiên con xin gửi lời chào đến các ông, các bà, các cô, các bác có mặt trong hôn trường ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con tên là Trà My, con là em gái họ của anh Văn Quyền. Dạ vâng, sau đây con xin gửi đến tất cả mọi người bài hát Thuyền Hoa. Kính thưa quan viên hai họ, chúng tôi về đây cũng xin phép các cụ, các ông, các bà được cho xin dâu, được những cái giờ phút này cho gia đình chúng tôi được xin phép các cụ, các ông, các bà được xin mời các cụ, các ông, các bà đoàn nhà gái xin di chuyển về tại sân khấu của bên họ nhà trai chúng tôi để làm thủ tục lý vu quy. Bây giờ chúng tôi được xin các ông, các cụ, các ông, các bà. Anh mang cao đầu trước ngàn vì hạnh phúc trăm năm, dù bao độc ngàn dương nguyện thề bên nhau sưởi ấm, có gì ngại ngùng sớm chiều. Em giờ là con dâu anh ơi, trên đời này không ai yêu anh nhiều bằng em đâu. Mai sau ta cùng bên nhau xây đắp tương lai, trên con đường dài mỗi bước có nhau cửa dài. Nguyện đầu bạc sang lòng dù bằng đâu cũng khó yêu thương. Đời này bình yên có hoa trái khắp con đường gì. Cùng họ ngày hôm nay ăn sự đồng ý của hai chồng
và thường nhật an dính cũng như là chính quyền địa phương cho phép. Hôm nay ngày tối thằng lén tổ chức lên thành hôn cho Hà là chồng. Tôi xin giới thiệu tôi là bác của cháu Quyến, con nhà bác. Xin báo cáo với cán bộ công viên tuấn thể cả khu công và bá tới Nam Hàn. Giới là giới lén, giới thốt. Rồi xin phép cán bộ công viên hồ nhà gài. Cũng như hồ nhà trai nhà bến hai nhà như môn. Để cho hai cháu vào thập phương để đi giải quyết. Xin được thông báo với toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2024, tức ngày mùng 2 tháng 10 năm Giáp Thìn. Hai bạn đã đến diễn tầm sát sự kiến của hai gia đình, và đặc biệt hơn nữa cùng được sự đồng tình của chính quyền địa phương. Và ban tổ chức cũng xin được trình trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Quyền sánh riêng cùng cô dâu Bích Thìn trong ngày hôm nay. Xin được chính thức phép bắt đầu một trong các tuần lớn của toàn thể quý vị được không ạ? Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, đúng là cây có cội mới nở cành xanh lá, và nước có nguồn mới có biển nặng sông sâu. Đôi bạn trẻ từ đâu mà có, đó là nhờ ở những ơn đấng sinh thành và ở những ơn giáo dục của gia đình. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, và ngay lúc này ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời hai bác, hai vị đại diện trưởng đoàn họ trai và nhà gái. Xin được trân trọng kính mời hai bác cùng bất chút thời gian vàng ngọc của mình cùng di chuyển trở lại với chúng tôi một trường cưới của gia đình để cùng có những lời phát biểu, lời trao dâu, lời nhận rể, để cho nhà gái thì biết rõ chàng rể hiền, và để cho nhà trai thì biết rõ nàng dâu thảo. Xin được trân trọng kính mời hai bác cùng trở lại sân khấu của gia đình. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, và đây là sự hiện diện của hai bác, hai vị đại diện trưởng đoàn của hai gia đình trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đúng là qua sông thì phải có bến có đò, mà làm cha làm mẹ cũng phải dặn dò đôi câu, mà dặn con thì chúng ta dặn sớm sớm chiều chiều. Giờ đây ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bác vị đại diện trưởng đoàn của họ nhà gái cũng có lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Vâng, tôi kính chúc cơ các cô, ông các cụ, các bà, cô dì chú bác cùng toàn thể thanh niên năm tú. Tôi đại diện cho bên phái đoàn nhà gái để đưa cháu Thìn về làm dâu làm con của các ông các bà. Hôm nay là ngày lành tháng tốt thì tôi chính thức trao cháu Thìn về làm dâu của các ông các bà trên họ nhà trai. Vâng, tôi cũng lời có lời nhắn nhủ với các ông các bà, cháu Thìn tuy lớn nhưng chưa có khôn, mà ăn biết ăn nhưng mà làm vùng vệ, thì mong các ông các bà dạy bảo cho thành con dâu hiền dâu thảo. Vâng ạ, vừa xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc toàn thể hồi hôn luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ thành đạt, và chúc hồi hôn thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu vàng ngọc của bác vị đại diện trưởng đoàn họ nhà gái trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, họ nhà gái chúng ta cũng vừa mới phát biểu xong rồi, họ nhà trai chúng ta cũng phải đỡ lời dăm câu, và để cho bên rể bên dâu, để cho họ về lâu về dài, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời bác vị đại diện trưởng đoàn họ nhà trai cũng có những lời phát biểu, xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể hai gia đình, tôi là chú ruột của chú rể Văn Quyền đây. Ngày hôm nay tôi rất vinh dự được làm vị đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin có đôi lời đón chào nồng nhiệt đối với phái đoàn quan viên họ nhà gái, cũng như sự hiện diện cao quý của toàn thể các cụ, các ông, các bà có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay. Xin được mời cha, mời nước và dùng tiệc ngọt cùng với gia đình họ nhà trai chúng tôi.
Vâng, kính thưa quý vị, qua bài phát biểu của vị đại diện bên phía gia đình họ nhà gái, tôi cũng xin được đồng ý và nhất trí ý kiến của ông. Tôi chính thức công nhận cháu Thìn đây kể từ giây phút này đã trở thành con, đã trở thành dâu và trở thành một thành viên của gia tộc họ nhà cha chúng tôi. Và tôi cũng xin được trao cháu quyền đây được về làm con rể, là cháu rể và là một thành viên của các cụ, các ông các bà bên phía gia đình họ nhà gái. Kể từ hôm nay, hai gia đình chúng ta đã kết hợp mối thông gia hữu hảo và hai cháu quyền đây chính thức được lên vợ thành chồng. Và cuối cùng tôi xin chúc cho các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các bạn thanh niên, nam nữ có mặt trong hôn trường lễ ngày hôm nay có một sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Và chú xin chúc cho hai cháu, cháu Quyền và cháu Thìn sống với nhau trăm năm hạnh phúc. Vâng, cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu vàng ngọc của hai bác, hai vị đại diện trưởng đoàn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay lúc này ban tổ chức cũng xin được chân trọng kính mời hai bác cùng bắt tay nhau để gắn kết tình thông gia. Xin được chân trọng kính mời. Và ban tổ chức cũng xin được đứng lời gia đình, xin được chân trọng kính mời hai bác cùng di chuyển trở lại với hàng bàn, hàng ghế danh dự của gia đình để chúng ta cùng tham dự tiệc trầu tiệc nước, để rồi cùng hướng mắt về trung tâm một trình cưới của gia đình để cùng chứng kiến khoảnh khắc cũng như chúc mừng hạnh phúc cho cháu của mình. Xin được chân trọng kính mời. Xin được kính mời bác và cùng trở lại với nền sân khấu của gia đình và trở lại những hàng bàn, hàng ghế danh dự của gia đình để cùng tham dự tiệc trầu tiệc nước chúc hạnh phúc cho cháu của mình trong buổi sáng hôm nay. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, ngay lúc này đây tại nền nào sân khấu của gia đình cũng như chú rể Văn Quyền sánh duyên cùng cô dâu Vĩnh Thìn trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, ban đầu họ cũng là hai người xa lạ nhưng định mệnh đã cho họ gặp gỡ, quen biết và tìm thấy nhau giữa hàng triệu người bước qua. Và kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, trải qua bao nhiêu năm tháng yêu nhau, cả hai đều nhận ra rằng là một nửa kia là một nửa hạnh phúc của mình. Và họ muốn cùng nhau nắm tay nhau đi đến hết suốt cuộc đời còn lại. Và không thể thiếu đó là một cặp nhẫn cưới thật lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay, cùng trao cho nhau để có sự hiện diện của toàn thể trên các cụ các bà. Và ngay lúc này ban tổ chức xin được trân trọng kính mời chàng trai chú rể Văn Quyền dành tặng cho người vợ của mình cũng như cô dâu Bích Thìn một cặp nhẫn cưới thật lộng lẫy nhất. Xin được trân trọng kính mời. Cuộc sống mai này vất vả.
bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa phù thề, đến hết đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn anh đã thương em, anh xuân này chỉ dành cho em, tình thương đó là tình phù thề, có cuộc đời không thay thế. Chúng cưới của gia đình Văn Năng được luôn luôn mời nước mời trầu mời trà tới tận tận quý vị. Chúng ta cùng nhau nâng lên ly rượu hồng của mình để chúc mừng hạnh phúc cho gia đình trong ngày hôm nay. Tôi đếm từ 1 đến 3 tận tận quý vị, chúng ta cùng nâng lên ly rượu hồng của mình chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình mình trong ngày hôm nay được không ạ? 1 2, bạn xin được chúc mừng, xin được kính mời tận quý vị, kính mời tận thể trên các cụ các bà, kính mời hai họ hai gia đình, những người bạn những người thân của gia đình chúng ta cùng uống cạn ly rượu hồng của mình để cùng chúc mừng hạnh phúc cho gia đình mình trong ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay lúc này thì ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu chúng ta cùng đan tay vào nhau đi ạ, để cho những chiếc bánh ra chúng ta lưu lại kỷ niệm thật đẹp nhất trong ngày hôm nay. Và xin được kính mời cô dâu rể ạ. 1, 2, 3, xin được kính mời chúng ta cùng uống cạn ly rượu ra bôi của mình để cùng chúc hạnh phúc cho mình trong ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay ban tổ chức xin được trân trọng kính mời bố mẹ thân thân của chú rể Văn Quyền một lần nữa trở lại sân khấu của gia đình để cùng có những món quà dành tặng cho con của mình trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Hôm nay hạnh phúc nhất đời người vì đôi ta kết thành phù thề. Năm tháng bên nhau những vui buồn, yêu thương chân thành nay mình thành đôi. Chúng con cảm ơn tình cha, cảm ơn nghĩa mẹ, con cảm ơn ông trời đã xe duyên cho chúng con kết thành vợ chồng trăm năm. Anh không cho giàu sang những hứa thương em cả đời, tình anh chỉ dành cho em. Về bên nhau mình chung một nhà, chung một tổ ấm, em làm vợ anh dù gian nan dù khó khăn vẫn một lòng chung thủy với nhau. Rồi có thiên thần dễ thương là tình yêu của chúng mình.
hôm nay hạnh phúc nhất đời người, vì đôi ta kết thành phu thê. Năm tháng bên nhau những vui buồn, yêu thương chân thành nay mình thành đôi. Chúng con cảm ơn tình cha, cảm ơn nghĩa mẹ, con cảm ơn ông trời đã xe duyên cho chúng con kết thành vợ chồng trăm năm. Anh không cho em giàu sang, nhưng hứa thương em cả đời. Tình anh chỉ dành cho trân trọng kính mời chú rể Văn Quyền này hỏi phỏng vấn thôi được không? Anh đã yêu cô dâu Bích Thìn bao nhiêu lâu rồi? Một năm rồi anh ạ. Một năm rồi đúng không? Anh còn nhớ là anh hôn bao nhiêu lần chưa? Em cũng chả nhớ nữa. Ngày hôm nay anh muốn hôn cô dâu không ạ? Có sự hiện diện của toàn thể trên các cụ bác bà đấy ạ. Anh có muốn hôn không? Tất nhiên là muốn rồi anh ạ. Đã hôn rất nhiều rồi đúng không? Kính thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến, ngày xưa các cụ các bà là cưới mới là hôn cơ. Nhưng mà giờ đây đầy người chưa cưới mà đã hôn đau hết cả mồm rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể là chúng ta cùng quay vào nhau đi ạ. Cho tôi mượn bó hoa được không ạ? Tay trái của chú rể đâu ạ? Điển chỗ cổ cô dâu. Tay trái điển cổ nhá. Tay phải đâu ạ? Điển chỗ mang tay cô dâu. Vuốt kẽ thật nhẹ đằng sau có dây thần kinh trung sướng mà mình biết rồi. Tôi đếm từ 1 đến 3 nhá. Cô dâu chú rể sẽ dành tặng cho nhau một nụ hôn thật nồng thắm nhất có sự hiện diện của tất cả quý vị được không ạ? 1, 2, 3 xin được trân trọng kính mời và nhà nước ảnh gia chúng ta cùng lưu lại những kiểu ảnh thật hạnh phúc nhất. Một trong những tay thật lớn của toàn thể quý vị được không ạ? Xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và gia đình nhà mình trong ngày hôm nay.